Hi. Gì đó, gì mà ngại ngùng dữ vậy? Em chưa nghe thấy giọng của mình á chị ơi. À đây rồi. Đang kết nối rồi ạ. Được chưa cô? Được rồi chị ơi, được rồi. Ok. Chị nghe thấy mình chưa? Các em thấy em chưa? Hear me? Thanh. Yeah. So you could hear me, right? Okay, because we are quite late, so we could start right now. Trời ơi, hơi bị dễ một xíu. Ông bận gì hả? Lại không qua được hả? Con đi chơi mà chơi Quên à, yêu ơi, xấu thế, leo leo, xích nữa thì chị học cô luôn rồi. Chưa? Nào, ok, chúng ta sẽ, ngày hôm trước vì cái lỗi đấy cho nên là cô sẽ bù con vào ngày thứ sáu nhá. Tối thứ sáu cô sẽ thông báo cho mình ha. Có thể là mình sẽ học sớm hơn nửa tiếng để bù lại cái giờ thiếu đấy nhá. Được không? Nha, Thành, tối thứ sáu mới học từ 7:30 nha. Tí nữa cô nhắn tin lên lên nhóm nhá. Ok. Rồi, vậy bây giờ mình đọc tiếp cái phần hôm trước này. Có những cái từ cô đã dạy rồi thì bây giờ cô sẽ đọc tiếng Việt và con sẽ đọc tiếng Anh cho cô. Cúm, bệnh cúm. Blue, ngắn thôi. Đừng có giải ra. Blue. 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 Rồi. Bệnh thủy đậu. Ooh. New watch, right? Đồng hồ mới hả? Ý. Không, sao tự nhiên hôm nay mới thấy đồng hồ thôi? À, nhưng bữa nay không phải thấy thành đồng hồ đấy. Đẹp nhà. Sáu á, sáu phải cho cô đi. Màu đen là màu gì? Ô, màu đen mà, màu đen cũng đẹp cho cô. Ủa nó phải màu đen đâu? Màu xám xanh đúng không? Không phải. Màu gì? What color is it? So Đây what đẹp đâu? Không color? phải màu xám đâu. Oh, is that a lot of color. Black, green and red. So what time is it? What time is it? What time is it? Yeah, what time is it? A o'clock. Really? No. 13 là sao ta? 13. It's 13 eight. Yeah, 30. 13. 30. 13. À, 13. 13. Ngân cái này. Khi mà mình đọc 13 thì mình sẽ lấy giọng một cuối câu nhé. 13. 13. 13, yes. Okay, now, bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu. Can. Chicken pox. Yeah, suy nhược cơ thể. Nhược cơ thể. This is D. D. depression. Yeah, depression. Bệnh tiêu chảy. Bệnh tiêu Yes. chảy. No, dưới cái depression. Depression. Dưới cái bệnh Gì? là bệnh tiêu chảy á. Dưới cái depression, bệnh tiêu chảy là gì nhỉ? Diarrhea. 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 Vậy thì chữ H này rõ ràng là mình có đọc không? Không. Ừ, nó là âm câm nhé. Diarrhea. Rối loạn ăn uống. Eaten this. Or Order. disorder. Cô hay nói ví dụ như là order. Khi là mình dùng từ order, mình sẽ nghĩ là sắp xếp. Nhưng mà ở đây nó lại disorder, nghĩa là nó không theo quy luật, không theo một cái sự sắp xếp nào cả. Nghĩa là bị rối, rối loạn. Next one, the last one. Food poisoning. Food poisoning. 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 Ok, là bị ngộ độc thực thực phẩm. Bị ngộ độc thực phẩm là bị sao nhỉ?
Mặt chết. Ơ, no, thế thì nhiều người teo lắm. Không phải chết đâu, nó không có nhiều người chết mà cô. Ừ, nhưng mà ít không, không cái số lượng người bị mà chết mà bị mất ạ, bị chết vì poisoning nó ít hơn là những người bị cái này mà không chết. Poisoning. Có được thực phẩm cái này con, nếu mà con mà bị một cái quá nặng á thì con mới dẫn đến tử vong thôi. Còn nếu bình thường, người bình thường mình chỉ cần ăn đồ ăn nó ví dụ buổi mùa hè, con để đồ ăn nó ở ngoài nó nóng, nó nhanh ôi thiêu, hoặc là con ăn một cái đồ ăn gì đấy người ta làm nó không được vệ sinh, nó không được sạch sẽ ở bên đường thì con cũng vẫn bị food poisoning. Nhưng nếu con đi đến bệnh viện để rửa ruột nhanh thì con không bị làm sao cả, con chỉ có phải nằm trên giường 1-2 ngày gì thôi là con lại bình thường nha. Rồi bây giờ cô trò mình sẽ ôn lại tất cả các từ này một lần nữa này. Bây giờ cô sẽ đọc tiếng Việt trước nha, và mình sẽ đọc tiếng Anh để lát nữa mình có thể trả lời câu hỏi cho nó tốt hơn. Đầu tiên là bệnh phát ban. Phát ban. Đọc lại. Rash. Rồi, sốt phát ban. Con tự đọc xuống từ trên xuống dưới cho cô xem nào. Từ rash tới food poisoning rồi. Fever rash. Fever virus. Good. Broken bone. No, no. Broken bone. 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 Broken bone. Bone. Con đừng bật cái, con đừng có bật pờ ra như vậy. Bone. Nhẹ thôi. Bone. Giống như butterfly. Bone. Bike. Đó. Bone. Axe. Bị bỏng. Bị bỏng. Burn. Con lưỡi. Con lưỡi nào. Burn. Burn. Rồi, dưỡng. Allergy. Yeah, allergy, chính xác. Bị cúm nè. Rồi, cái đoạn mới gần tới đây nè. Bệnh thủy đậu. Con cứ đọc tiếp đi. Đọc tiếp luôn. Suy nhược cơ thể. Depression. Depression. Three syllable. Depression. Dire. Đây là gì nhỉ? Ông hát cầm. Diarrhea. Next one, eating. Rối loạn ăn uống mà. Eating. Disorder. Disorder, exactly. Ngộ độc thực phẩm. Poison. No, poisoning. 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 Poison. 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 Poisoning. Poisoning. Okay, now asking and answering questions about common health problems. Chúng ta sẽ cùng hỏi và trả lời về cái khi mà mình muốn biết người ta có bị làm sao không. Thì khi mà trong ai đó có vẻ không được khỏe hoặc người trong người đó buồn, đôi khi là như vậy nhé. Nghĩa là nhìn cái mặt người ta bí xị à? Thì mình sẽ hỏi những câu này. What's the matter with you? Hoặc là what's the matter with him or her? Nếu mà mình nhìn thấy người đấy từ xa mà mình ngại, mình không hỏi, mình hỏi người khác. Matter thực ra nó có dịch ra nghĩa là vấn đề. Vậy câu hỏi này dịch ra có nghĩa là có chuyện gì với bạn vậy, hoặc có vấn đề gì với bạn vậy. Và nếu muốn trả lời thì mình sẽ dùng chủ ngữ cộng với have hoặc là has. Nếu là he, she thì dùng has, mà nếu dùng I thì sẽ dùng gì? I have.
Ví dụ mình bị cúm thì mình sẽ nói là I have flu. Tôi bị dị ứng thì I have allergic. Đó, mình sẽ thêm những cái tên mà. Ví dụ mình bị thủy đậu thì mình sẽ nói gì nhỉ? I have bị thủy đậu. Chick. Chicken pox. I have chicken pox. I have a fever. I have a fever a fever virus. Nghĩa là gì? I have a fever virus. No. I have a fever virus. Sốt virus hay còn gọi là sốt siêu vi. Sốt siêu vi. And I have fever rash. I have fever rash. I have a fever rash. Sốt phát ban. Yeah, I have a rash. Rash phát ban. I have a burn. Burn. I have a burn. Burn. Oh yeah, I have a broken bone. I have a broken bone. Hmm? I have a broken bone. Bị gì? Bị gì mà phải treo cái tay ở trước cổ? Gãy xương. À, gãy xương ha. I have a food poisoning. Food poisoning. Ngộ độc. À dạ. I have I have an eating disorder. I have an eating disorder. Yeah. Good job. I have a depression. I have a depression. Depression. See? Suy nhược cơ thể. Yeah. Rồi. Bây giờ câu hỏi con nè. What's the matter with you? Thằng. What's the matter with you? I have a fever virus. Okay. Very good. But Kima, what else? I want to talk about some other kind of disease. What's the matter with you? Bệnh khác nè. I have a fever rash. Fever rash. Cũng giống giống vậy hả? Cứ ngày bị fever vậy ta. Nào, bây giờ có hỏi một người bạn tưởng tượng của mình nha. Oh, what's the matter with Tony? Tony à? Một người bạn mà mình hay thấy ở trong mấy bài đọc á. What's the matter with Tony? Một người mình không biết Tony đâu, bị biết Nam. Không phải, không biết Nam mà. Biết Mai. Mai hay nói chuyện với Tony lắm. Tony là cái bạn tóc vàng á. Tóc xoăn xoăn màu vàng á. Màu vàng là màu gì? Nào, what's the matter with Tony? Kệ. Cứ ở trong mặt con trai đi. Ừ, đúng rồi, chính xác.
Cho dù bạn ấy là ai thì bạn ấy cũng là một người con trai. Vậy thì trả lời sao nhỉ? Who has a... He has. Nhớ nha. He phải has. He has a rash. Yeah, he has a rash. What's the matter with mine? She has a blue. Cong lưỡi lên. Blue. Rồi, bây giờ sau khi mà nghe người ta bị ốm như vậy thì thường thường mình sẽ làm gì tiếp theo? Ví dụ bạn trộn cho người ta cười. À vậy hả? Chơi vậy ai chơi? Chơi vậy hoài chơi luôn á. Mình nên khuyên, mình đưa ra những lời khuyên cho người ta nha. Mình có thể khuyên người ta là cậu nên làm cái này, hoặc là cậu không nên làm cái này. Cậu, hoặc là đôi khi mình không biết thì mình, người ta có thể hỏi mình, người ta lấy lời khuyên từ mình hả? Giả sử ví dụ như là người ta nói người ta bị cúm thì người ta nên làm gì và người ta không nên làm gì? Người ta không lên nhổ răng. Đúng rồi, vì lúc đấy hệ đề kháng của con rất yếu. Nếu ví dụ là người ta bị cúm thì người ta có nên mặc đồ phong phanh không? Có nên uống nước đá không? Có. Ừ, dễ hả? Chắc con hay vậy đúng không? Ok. Vậy thì sau khi con khuyên thì cô sẽ khuyên người ta là câu là tất cả những gì thà bạn Thành khuyên các bạn thì bạn cứ làm ngược lại cho tôi. Right? Đúng không nè? Rồi, vậy thì muốn khuyên người ta nên làm gì á thì mình sẽ sử dụng là lên uống nước đá. Ừ, vậy hả? Và không lên đi bác sĩ. Vậy luôn. Lên ăn kẹo nhiều. Cho sao răng luôn. Thế là quên mất là mình bị cúm luôn. Mình lo đau răng quá, mình ôm cái răng đó, mình quên mất mình bị cúm luôn hả? Đúng không? Rồi, vậy thì muốn khuyên người ta nên hay không nên á, thì trong tiếng Anh con sẽ dùng cấu trúc là should. You should gì đó, hoặc là I should. Cả cô tự khuyên bản thân cô là trời ơi cô nên đi ngủ sớm thôi. I should go to sleep soon. Cô khuyên ai với cô? Cô tự khuyên bản thân cô. Mình phải tự nhủ cho mình. Mình phải sống tốt, mình phải điều chỉnh lại. Đúng không? Giống như con hay điều chỉnh là trời ơi chết rồi, bài tập chưa làm, mình nên đi làm bài tập thôi. Đó, con phải tự nghĩ ra trong đầu như vậy. Nếu mà lỡ đó. Nào nhìn xem bây giờ người ta khuyên cái gì nè. You should see a doctor. You không muốn người ta đi. Và lưu ý cho cô này Thành, ở cái dùng should này á thì con có thể sử dụng với tất cả những cái chủ ngữ, nghĩa là sao? Bây giờ cô sẽ cho con ví dụ này nè. Con như thế nào ấy? Ví dụ bình thường mình sẽ là you should. Bạn nên đi đi. You should go. Được chưa? Là con thấy không? Không, mình không hề chia. Tôi nên đi. I should go. Thành để ý cho cái ví dụ. Thành ơi, con để ý cái ví dụ của cô trước đã. Anh ta nên đi. He should. He should gì? He should. Should gì ta? Should to the goes. Đi, anh ta nên đi, tôi nên đi, tất cả mọi người đều là dùng should và go. Bình thường mình nói là tôi đi thì là I go, anh ta đi thì gọi là he goes, đúng không? Goes. He goes, right? Giống như he goes to school. Không lên đây bác sĩ.
Không, từ từ Thành ơi, con đừng có nhìn vào cái ví dụ của người ta được không? Con nhìn cái ví dụ của cô á, cô đang không nói về cái ý nghĩa của nó nữa. Cô đang nói về cách dùng. Con bỏ cái tay xuống nè. Look at me. Look at the screen. Không có nghịch nữa. Chủ điểm á nha. Bình thường mình nói tôi đi học nói sao nhỉ? I go to school. I go to school. Every day. Anh ta đi học khi I go khi to he goes to school. Good morning. To school. Cái gì good morning ở đây? Rồi, được chưa? Bình thường là I đi với go, he đi với girls, đúng chưa? Nhưng mà khi mà mình khuyên người ta thì nó sẽ thay đổi này, con nhìn nè. I should go to, tôi nên đi học. He should go to school. Rồi, vậy thì nó khác cái ở chỗ nào? Chỗ mà. Mình có phải chia động từ nữa không? Có phải chia từ go thành girls không? Con thấy từ đằng sau shoot kìa. Vậy thì nhìn con nhìn hai cái câu shoot này của cô đi. Con thấy nè. Từ cái đoạn này trở đi. Và câu số 2 cũng từ cái đoạn này trở đi. Nó có gì khác nhau không? Có các chỗ nào chữ đó... go to nó dài hơn cái chữ go to ở trên. Trời ơi, rồi tại vì nó ở đây nó có một cái chữ khác ha. Đó, nó bằng nhau rồi đó, gần bằng nhau rồi đó. Làm gì mà dài hơn, nó cũng từng đó chữ cái. Rồi, nó có gì khác nhau nữa không? Về mặt chữ cái nha, không có dài ngắn gì đây đâu. Không có to nhỏ gì đâu. I should go to school. He should go to school. Vậy thì hai câu này khác nhau thế nào? Lâu chỗ là huy và ai đó. Vậy thì mà trong khi câu này con thấy không, cái câu màu hồng này nó khác nhau mấy chỗ cơ? Khác nhau hai chỗ. Ừ, khác ở chỗ nào? Chữ huy với chữ girls với lại chữ không có chữ chấm, chấm. Cái every không, cái everyday đấy thì coi như là giống nhau đi. Vậy là giống và sai ở chỗ he và khác ở chỗ he và chữ I rồi đúng không? Sau đó còn khác ở chữ go và chữ girls. Thì ở hiện tại đơn con phải chia như vậy. Nhưng bây giờ con nhớ nha. Sau cái từ này nè. Thì bất kể con dùng chủ ngữ là gì. Là I, là she, là he, là her, vân vân. Con dùng là Mr. Nam hay là Miss Vân hay cái gì cũng vậy. Thì động từ đằng sau này con đều không phải chia. Go to school hoặc là have dinner. Bình thường là anh ta có thì anh ta phải dùng là have đúng không? Nhưng mà chỗ này con cũng nói luôn, he should have dinner luôn. Con cũng không phải thay, con giữ nguyên luôn cho nó nha. Được chưa? Ok không? Ok không? Con lấy thêm ví dụ cho nhé. Ok rồi hả? Rồi, vậy thì còn không nên cũng vậy. Không nên thì mình thêm not vào đằng sau chữ should thì mình sẽ đọc thành shouldn't. Shouldn't. Đọc với cô có ví dụ này nào. You shouldn't eat too many candies. You shouldn't eat too many candies. Good. Should he go to the dentist? Should he go to the dentist? Okay, thấy chưa? Và ngay cả chia thành câu hỏi thì người ta sẽ đưa should ra trước và go vẫn giữ.
Dữ Nguyên, cậu ấy có nên đi khám không? Nếu có thì là yes, he should. Còn nếu không thì là no, he shouldn't. Được chưa? Vậy có chút sao tự nhiên nó đơ rồi. Oh really? Rồi. Next one. Rồi qua phần này. Đây, dùng để khuyên tả, diễn tả hoặc là sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn hoặc để khuyên ai nên làm gì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử đưa ra lời khuyên là Thành nào. Khuyên ai nên, khuyên không nên. Yes, I will. Cảm ơn. Bạn nên đi ngủ trễ. Thành nào. I have a headache. Oh my god. I have a headache. Khuyên cô đi nào. Cô bị đau đầu. You should. Cô bị đau đầu, cô. Thế thì khuyên nào? You should gì nhỉ? You should go to bed. Oh wow, maybe good because I need to sleep, right? Should go to bed. Oh, achoo. I have a flu. What should I do? I have a flu. Oh my god, what should I do? What should I do? Con nên làm gì nào? Khuyên là nhìn. What should I do? So we. You. Con khuyên cô mà. You. Should. Happy. Should. Should. Sau đó là một hành động nha. You should. Happy. Happy. Chúng ta gọi đó là sneeze. Sneeze. You should sneeze. Chảy mũi cô, bị chảy mũi. Bị chảy run. Mũi. Bị chảy mũi là runny nose. Runny nose. What happens? Bị đau mũi là bị sao? Cái mũi mình nó đau. Thế là okay. It's hurt in my nose. Bị méo mũi. Thôi nha. Lại bắt đầu hỏi rồi đó. Nhưng mà con có khuyên cô đâu. Đừng biểu thịt bây giờ. I have a little problem with my nose. I just go to the doctor. The doctor will make it for you. Thành. I have a burn. That's hurt. I have a burn. It's cool. You should. You should. How to say? You should. Yeah. No, you should go. It's cool. Là sao? Ý con là sao? Là bị lạnh. No, không được nói như thế. Tự nhiên cô đang bảo cô bị bỏng mà con lại bảo cô nên bị cảm lạnh đi. You should go to the dentist, nha. Yeah. Phải khuyên người ta như tôi vậy chứ. Lại hành động cho cô. I got a burn. Cô tưởng cô. Nhưng mà cô đọc mà, cô nói bằng miệng đó mà. Có phải là không đâu. I have a burn. Cô I have a burn.
I have a burn. I have a burn. What should I do? Hang, what should I do? I have a sprain. What should I do? I have a sprain. Sprain là bị gì? Bị bỏng. No, it's not. I have a sprain. Bị gì ở trên cái broken bone? Trên cái broken bone là bởi giống như là sốt CV. Không phải, bị bong. Bong gân. Bong gãy. Chặt chân. What should I do? Con nên làm gì đây? Con nên làm gì đây? What should I do? Bên cô đi nào. Bong gân là bị gì? Là con là bị gãy chân. Gãy. Nghĩa là con đang đi này, tự nhiên cái chân con nó bị lệch con một cái nè, nó đau nè. Cái cổ chân của con nó bị gấp lại như này nè, tập sưng lên. Ủa, con đó không bị bong gân là bị sưng đâu. Nó là con bị không nặng, bị nặng, bị bong gân là con không đi. Con nghĩ là con sẽ có thể bị mất mấy ngày, con không đi được luôn á. Con vẫn đi được. Cả nhắc hả? Không, con đi nhảy cầu cầu. Cái đó là con nhảy cò cò chứ đâu phải là đi đâu. Cua con luôn á. Rồi Thành, I have a sprain rồi đó. Quên đi chứ. What should I do? What shouldn't I do? Con nên làm gì và không nên làm gì? Con không lên. Good. You should and you shouldn't. Quên đi nè. Shouldn't. You, con đang nói chuyện với cô. You shouldn't. Should I run? Should I run? Should I run? Khi mà cô hỏi là should I, cô có nên làm cái này, cô có nên làm cái kia không? Should I run? Cô bị như thế, cô có nên chạy không? Không. No. I do. Shouldn't. Should I go to the doctor? Yes. I do. Ờ, lúc này cô đang hỏi về ai? Cô hỏi cô mà. Yes. You. Anh, nhìn vào màn hình nào. Người ta hỏi bằng should thì mình cũng trả lời bằng should. Should I thì phải là you shouldn't, vân vân. Chứ không được dùng do ở đây nha. Rồi, Thành bây giờ có hỏi lại con này. What's the matter with you? What's the matter with you? I have go to doctor. Bị gì cơ? Vậy. Wow. Ủa, cô đang hỏi con là what's the matter with you? What's the matter with you, Thành? Con bị gì? Nãy mình mới hỏi xong mà đó. Cứ ngồi chơi đi. Cô phạt bây giờ đấy. Con bị what? Bị what? Sao con bị gì? Là con bị phát ban. À, rash. Con nghe. Trời ơi. Rash. Cong cái lưỡi lên. Cứ what hoài. What? Rash. What?
đó, phải như vậy chứ. Okay, Thành, you have a rash, so you should go to the doctor. And khi mà con nghe được lời khuyên thì con sẽ cảm ơn như thế nào nhỉ? I will thank you. Yes. Yes, I will. Thanks. Yes, I will thank. Thanks. 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 Không phải ten đâu. Thanks. 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 Okay. And you shouldn't go outside. Okay, I want hands. Want. Okay, I want. Thanks. Again. Okay. I want. Thanks. Ok, rồi vậy thì bây giờ mình sẽ về và học cho nhớ cho cô những cái cấu trúc này nha. Và Thành lưu ý cho cô một cái này, cô mong á, cô thấy lúc mà cô với con luyện tập thì con đọc cũng rất là được. Cái âm cuối, cái âm đầu rất là rõ ràng, từng chữ một. Vậy thì cô cũng yêu cầu sau này khi mà mình làm một cái video gửi cho cô á, thì mình cũng đọc chậm thôi và đọc thật là tập trung vào. Còn mấy lần trước là cô xem video của con là hầu như cô không nghe được con đọc luôn. Con đọc không giống như lúc mà cô nói chuyện với con chút nào hết á. Con đọc sai nhiều lắm. Được chưa? Con nên con đọc chậm và đọc chậm lại và rõ ràng, nghĩa là rõ chữ ra cho cô. Con đừng có hello gì như vậy. Con phải tươi vui lên một chút xíu nữa. Nhá. Được không? Cô không biết con đọc không cô? Cô không nghe con đọc không cô? Con có nghe nhưng mà kiểu như là nó rất là khó nghe á Thành, nghĩa là bị phát âm sai nhiều lắm, nó không, lúc mà ví dụ bình thường con nói chuyện với cô này, cô chỉnh cho con đọc được, ví dụ như là cô chấm bây giờ con là 7 điểm đi. 7 điểm nói. Nhưng mà khi mà con quay video á, con gửi cho cô thì con nói chắc tầm được 4 5 điểm nhé. Nó không được bằng lúc bây giờ. Nó không được bằng lúc bây giờ tí nào luôn á. Nha. Cho nên là về luyện vào ha. Rồi cô sẽ gửi thêm bài tập cho mình làm nhé. Và ngoài ra thì con cũng tự tìm thêm nào. Ví dụ như mình có những từ như là sore throat. Con nhìn vào đây cô cho con đọc luôn nè. Sore throat. Sore throat. Sore. Con lưỡi nào sore. Sore. Nào từ từ. Từ một sore. Sore. Throat. 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 Tập trung đọc tại vì hết giờ rồi. Sore throat. Throat. Là bị gì đây? Đau. Đau phần này là phần gì? Phần cổ. À, bị đau họng nha. Backache. Backache. Thằng nào? Backache. Okay. Vậy thì cái phần back là phần nào đó? Vai. Đâu, không phải. Phần gì? Phần vai. Phần lưng. Backache là bị đau. Lưng. Đau lưng. Headache. Headache. Headache là đau đầu. Toothache. Toothache. Toothache là đau răng. Stomachache. 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 Là bị gì? Đau gì mà ăn vào rồi mới bị? Đau dạ dày hoặc là đau bụng nha. Rồi cô sẽ gửi cho mình luôn. Và write the order to make sentence. See you. Bye bye.